Rồi. Đây là mic mình mới mua là 50.000 ở đây. Cắt ra bạn xem. Đây. Nhìn này, đột biến chưa? Kinh dị chưa? Đây. Mũi mít này. Trời ơi. Nhưng mà vẫn ăn được nhá các bạn. Mình mua về nhưng mà mình tiếc quá, giờ ăn không được là mình phải ăn luôn này. Như này. Ừ. Ghê lắm. Này, mình ăn luôn này. Mình ăn luôn đấy. Đây mình ăn luôn, vợ mình chạy vô mất rồi. Mình ăn luôn nha các bạn. Đây, ăn này. Nó cái này nó đột biến nhưng vẫn thơm ngon, không có mùi sâu bệnh gì hết. 50.000 à, gớm lắm nhưng mà vẫn ăn được nha các bạn. Mà các bạn đừng có sợ, mic thì nó không bị sao đâu, vẫn ăn được tốt. Nhìn nó gớm lắm rồi không? Ăn được tuốt các bạn, mình ăn nãy giờ đây. Ăn nãy giờ mới nhớ là phải quay cho các bạn coi. Gớm lắm. Bị cái gì ấy. 50.000 nha các bạn. Cho bạn coi đấy, ăn luôn. Dạ con khóc, dạ bé con này, con quay hết, gớm lắm. Mic này mic đột biến này, 50.000 một ký. Này, vẫn ngon lắm, sao đâu? Người ta phun thuốc rồi chứ mít này mới gọi là không phun thuốc này. Bị này. Mít này mới gọi là mít đảm bảo an toàn này. Để xin đây. 50.000. Cắt luôn cái quọn này cho bạn xem. Đây là khai múi này. Ui xùi gớm chưa à, ăn luôn.